trong bối cảnh nước Mỹ áp đặt hạn chế đi lại nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan, hàng chục ngôi sao tại nước này đã ghi hình màn biểu diễn của mình tại nhà riêng, hưởng ứng chiến dịch gây quỹ ủng hộ những chiến binh quả cảm trong cuộc chiến chống đại dịch. Chương trình biểu diễn âm nhạc mang tên I Hold Living Room Central for America kéo dài 1 giờ đồng hồ và được phát trên kênh truyền hình Fox mà không phục vụ mục đích thương mại. Tất cả các màn biểu diễn và sự xuất hiện của nhiều văn nghệ sĩ đều được ghi nhận bằng điện thoại, camera nhà riêng hoặc các nền tảng trực tuyến. Các bài hát trong chương trình cũng truyền tải những câu chuyện riêng tư của các y bác sĩ, tài xế, nhân viên, cửa hàng tạp phẩm và nhiều lao động làm việc cho các dịch vụ thiết yếu khác. Chương trình đã nhận được 1 triệu đô la Mỹ tiền ủng hộ chỉ trong 10 phút đầu tiên phát sóng, 500.000 đô la Mỹ và một phần đóng góp của kênh truyền hình Fox.